Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ tư, 30 tháng 6, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay xin được phát hình phần 5, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Thường thường cái chuyện mà ở trung học nó ảnh hưởng anh rất nhiều trước khi mà anh trường võ bị, nhưng mà trường võ bị nó cũng là, thật sự nó là cuộc đời của anh. Thì anh có thể nói là ở trung học hay ở tiểu học nó ảnh hưởng ít ở một mức nào đó, nhưng mà khi mà cái quyết định để vô trường võ bị, tại vì một khi mà anh đã tốt nghiệp rồi thì anh có thể chọn những trường khác, thì tại sao mà anh lại chọn trường võ bị? Nói ra thì người ta bảo rằng là vì trường võ bị lúc ấy học cái chương trình 4 năm là ra là kỹ sư. Mà tôi nói với anh Dũng và quý vị là rất thật, là trước khi mà đi vào trường võ bị là tôi không biết tôi sống làm sao, áo quần không có. Tôi nhớ tôi bị đuổi học ở trường Phan Chu Trinh là buổi sáng á, chào cờ phải mặc quần đồng phục trắng, mà tôi không có cái quần trắng thì tôi phải mặc quần jean. Mà năm năm mấy đó, 60 mà mặc quần jean rồi còn có hồi. Tại vì sao tôi xin ở bên đó, ở bên Tiên Lành ở Đà Nẵng cái quần jean, cái quần đó nó mặc nó có dơ một chút, nó có vẻ đẹp đẹp. Rồi tóc lại không có tiền hớt cho nên nó dài xuống như tóc Beatle, chứ nó ngoài học trò mà đi ra chào cờ mà đã không mặc đồng phục mà lại để tóc dài nữa thì bị đuổi đó. Thì vô đấy trường võ bị cũng vậy nữa. Ô mày, nó bị phạt quá trời quá đất, là tại vì người ta cứ bảo tôi cao bồi tóc dài quá lúc đi chưa hớt nữa. Thành từ xưa tôi đi vào trường đó là có chương trình 4 năm, tôi nghĩ thôi mình đi vô cái trường này hết có đồ lính cùng đội này nuôi ra 4 năm, nhưng mà đến khi vào đó thì cũng mặc trận giải phóng, cho nên cái chương trình khóa chúng tôi mới là gọi là Academy Military, còn các cái khóa trước chỉ là từ võ bị liên quân Đà Lạt thôi. Khóa chúng tôi mới có nghị định công báo Việt Nam Cộng Hòa, từ khóa 16 trở đi tôi mới gọi là trường võ bị quốc gia, chương trình đó gọi là Academy Military đó. Thì cái sự khác biệt giữa cái khóa của anh với những khóa trước là như thế nào? Khóa trước ví dụ như những khóa trước như khóa 11, 12, như khóa Lê Minh Đạo rồi 13 đến 14 đó, thì là trường võ bị liên quân. Vâng. Cái thực pháp là École Officier thôi. Còn đến khóa tôi á, khóa 16 trở đi vì ông mới soạn theo cái chương trình của West Point. Trường võ bị quốc gia nó chỉ thua trường West Point một cái chương trình là về kỹ nghệ năng, là về bom nguyên tử rồi vậy, không có về khoa học không gian, không có. Chứ chúng tôi học văn hóa rất là mệt, là một ngày 8 giờ mà 10 tháng học văn hóa, 2 tháng học quân sự, cho nên cái chương trình của trường võ bị nó nặng nhất, phải nói nó rất nặng. 10 tháng về văn hóa? 10 tháng văn hóa, một ngày 8 tiếng. Anh nói thêm về cái 10 tháng về văn hóa đó. Văn hóa thì... là về học về luật, học về khoa học, học về địa hình, học về sinh ngữ, học về đấy. Mình có thể rớt không? Hả? Mình có thể rớt không? Qua rồi qua đi chứ. Cái khóa 16 ông đại tá Huyến, ông đuổi 50 người về Nha Trang học chỉ đạo chuẩn bị, tôi biết học nổi. Và có những người như ông bạn tôi là ông luật sư ở Vĩnh Dương chẳng hạn, học văn C cũng đã học nổi đó, học khoa học toán. Và trường võ bị đã vậy, mà trường hải quân Nha Trang cũng khủng khiếp hơn nữa, học toán phải học rất giỏi đó, toán phải học rất giỏi, vì những ông toán như vậy, ông thầy X, ông thầy Lê Phục rồi là những ông toán, ông thầy dạy toán của xuất sắc của miền Nam là dồn lên trên trường võ bị và trường hải quân. Đấy, trường hải quân nó cũng học toán còn nặng hơn nữa. Như vậy có thể nói là kiến thức của anh từ trường võ bị ra là nền tảng của anh về sau này không? Không. Không phải. Tại vì bây giờ dạy gì tôi không biết. Tôi hoàn toàn tôi không biết. Thế thì là học thì học, nhưng mà tôi không có ý niệm. Ngay cả cũng sự thành từ tôi đi ra, tôi mạng khóa 18 là đứng thứ 189, trên 191 là có hai ông đó đầu vớt, tức là ông Hồ Trực và ông Nguyễn Văn Úc.
đó, hai ông đi biệt đội quân, hai ông vớt, cho nên tôi đều thứ 189, trên 189 nốt, cái thật ra tôi đều chót. Anh mặc dù cái khóa ở Academy nó là nó học, mình có thể nói là bách khoa như vậy mà anh thấy rõ ràng là cần học như vậy mà anh vẫn không học vô. Không, tôi học chăm lắm, nhưng mà học không. Không thấy gì nữa. Nó đi đến đâu, chiến thuật, chiến lược. Anh có cảm thấy hứng thú gì trong khi học không? Không, tôi thích lắm chứ. Nhưng mà để mà từ đó lần lần nó đến. Nó không nhập vô mình được. Không, tôi thấy rằng lúc đó khoảng 20 tuổi á, đứng nhìn về Đà Lạt, thấy cuộc đời này nó ở đâu ấy, chẳng phải của mình. Là tự nhiên không văn chương, mà tôi có viết rất thành thật ở trong giáo binh lửa. Tôi là cái thằng nói chuyện khôi hài số 1, thường tháng ấy. Nhưng mà ngày vui chơi về ban đêm mà thấy cứ ngơ, không có ý niệm gì cả, cái đời sống này nó ở đâu ấy. À, hóa ra chính là những cái năm tháng sau 1975. Thành tựu mình nhờ cái trời cho như vậy. Cho nên cái cảnh khổ sau 75 cũng coi như là nó không tác động gì hết. Như vậy mình có thể hỏi ngược trở lại, theo như anh nói là học xong mà mình không có gì hết, vậy thì một người từ cái trường võ bị quốc gia và một người không học gì cả, không có gì khác nhau. Có học biết, có biết cùng chỉ huy trung đội, đại đội, rồi biết máy móc, đều tôi chỉ biết là tôi đi địa hình rất là giỏi. tôi đi địa hình, tôi đi bộ đội giỏi lắm. Thành từ khi mà đến đất Mỹ, một tuần sau tôi lái xe từ đây đi lên về Houston, tôi mới có bằng viết lên. Tôi lại về Houston, tôi thăm con tôi liền. Và từ đời Houston tôi lại lên DC. Thế tại vì tôi đi bằng đồ giỏi lắm. Nhưng mà cái đó là do huấn luyện hay là do trực giác của anh? Không, do huấn luyện gì. Do huấn luyện? Do huấn luyện gì. Và có một điều này nữa. Là ở nhẹ dù mà làm sĩ quan bằng 3, tức là sĩ quan Operation Officer, là sĩ quan về hành quân đấy, nó quan trọng lắm. Là anh phải đi trung đội trưởng, rồi đi đại đội trưởng, rồi đại đội trưởng giỏi mới lên sĩ quan bằng 3. Thì tôi nằm trong cái mạch đó. Khi mà anh chọn, khi mà anh ra khỏi trường võ bị, khi mà anh học trong trường võ bị, điều đó chưa có nghĩa là anh sẽ đi những nhảy dù. Lại đi á. À, khi mà anh ra rồi thì là bởi vì người ta chỉ định cho anh hay là tìm anh? Không, là đây là vấn đề. Tôi là người độc nhất trong 31 khoa nhảy dù. Đã lấy một cái chỗ rất an lành là sĩ quan truyền tin đổi lấy cái nhà dù. Cái người mà tôi đổi lấy truyền tin tức là ông Trần Tử Duy cùng khóa tôi, giờ này ông ở, ông hình như ông ở bên Atlanta. Và ông ta là sĩ quan về điện tử đầu tiên của quân lực Việt Nam của họ. Thì người ta mới chọn, và thường thường chọn nhà dù là để thủ khoa. Nhảy dù khóa 16 Bùi Quyền, nhảy dù khóa 18 của tôi Nguyễn Anh Vũ là đi nhảy dù. 19 Võ Thành Kháng đi. Anh nói thủ khoa đây là thủ khoa của trường võ bị. Ừ, võ bị. Họ lựa nhảy dù. Là đầu tiên, đầu bản. Ưu tiên. Muốn đều phải có thủ khoa cao lắm. Á khoa. Chứ không phải đứng chốt ra sao đâu. Thì tôi đi truyền tin. Mà truyền tin đó, nói ra thì người ta bảo nó dốc, nhưng đây sự thật. Truyền tin mà ở các cái cung trường như Thủ Đức rồi vậy, người ta phải chạy tiền. Vì truyền tin đó là truyền tin binh chủng, chứ phải truyền tin binh đoàn, chứ phải truyền tin binh chủng. Có nghĩa là nếu anh đi ra một cái đơn vị mà anh giữ về cái sĩ quan truyền tin, đó là truyền tin của cái binh chủng đó, à, binh đoàn. Còn anh cũng từ, cho nên cái ông Trần Tử Duy đội tôi là ông được quân đội cử đi học về truyền tin điện tử đầu tiên của Việt Nam. Thế mà ông đưa cái nhảy dù đó, và tôi bán hết áo quần được đâu mấy trăm bạc, tôi đưa cho ông nói tôi mày đổi, mày lấy cái truyền tin rồi đấy. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 6, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Nhưng mà cái chuyện trường anh đọc, tức là sau khi anh đi lính hay là trong thời gian ở trung học? Tôi không biết đâu. Tôi lượm đâu, tôi đọc đó. Tôi đọc trước hoặc đọc sau. Nhưng mà cũng trong thời gian đó, trong thời gian anh mới lớn, ảnh hưởng anh nhiều. Không ảnh hưởng. Tôi hiểu. Anh hiểu. Tôi không bị ảnh hưởng.
Còn mấy chuyện khác như là thường thường người ta hay đọc như chẳng hạn như Tam Quốc hay Thủy Hử hay... À, tôi đọc Tam Quốc Thủy Hử. Vâng. Dạ, nhưng tôi tất nhiên phải đọc hết. Vâng. Và anh ở nhà tôi nhiều sách, cái nào tôi cũng đọc hết. Nhưng mà là tất nhiên tôi chỉ đọc cái chỗ nào mà tôi sai được, tôi dùng được. Ví dụ như cái đoạn lưu ý về Tào Tháo, ăn tiền. Rồi Tào Tháo mới bảo ông là Hào Kiệt, thành ra kia rất của sợ quá. Nó đồng thật ra nếu mà bảo rằng ông tôi Hào Kiệt thì lại chết với lại thành tựu, tôi thấy kinh hoàng thật. Cả mấy ngàn năm trước thế làm sao chứ bằng chữ nghĩa ở đâu mà người ta viết ra, đứng về mặt tiểu thuyết mà nói và đứng về mặt xây dựng nhân vật mà nói, người Tàu người ta lớn thiệt chẳng phải không? Còn như mà của Dostoyevsky hoặc là Krimisatiman rồi vậy, tôi đọc lại cái nhân đạo đó nó cùng cô trật lên trật xuống với đâu của mình, đâu phải là như ông Nguyễn Ngọc Bích. Yeah. Nhưng mà điều tôi đọc đâu thì tôi hiểu ra điều đó và tôi nắm được cái ý chính. Ví dụ thằng Raskolnikov mà nó không ngẫu nhiên đi ngang qua cái Marché de Fonds là cái chỗ hàng rơm để nghe là em cũng vụ cầm đồ vắng mặt, từ đó nó mới nảy sinh ra cái ý hướng giết vụ cầm đồ. Cái này ngẫu nhiên, tôi lặp đi lặp lại. Dostoyevsky đã thấy ra cái điều đó, đã thấy ra cái điều mà ở Tây Phương người ta gọi là tiềm thức. Cũng giống như ông Leon Tolstoy, ông cho Anna Karenin bị xe cán chết. Sau này ông chết ở trong nhà ga. Đó, thì nhà ga xe lửa là một cái tiềm thức ở đã cấu tạo nên ở trong cái tâm lý của ông. Nhưng mà các ông đó Tây Phương, ông ta chỉ biết vậy thôi. Người Đông Phương người ta biết sâu hơn. Sâu hơn bởi vậy mới có là Quang Trung, mới có Kim Dung chẳng hạn. Đó. Từ đó anh có hỏi tôi bị ảnh hưởng ai không? Không, không bị ảnh hưởng ai. Anh đọc nhưng mà anh... Tôi bị ảnh hưởng ai. Tôi không có trầm trồ, không có trang cố sát, không có ăn bè cà vui. Không có... Tôi thấy vì những cái vấn đề này nó xa lạ. Nó không ăn nhập gì với thân phận Việt Nam ấy. Còn Thủy Hử thì sao? À Thủy Hử cũng hay. Đó. Mà Hào Kiệt thì... Đó. Hào Kiệt mà lên hồ lâm giáo đầu lâm sung rồi chẳng hạn. Nhưng mà tôi thấy Tống Giang chẳng hạn. Một anh biết khóc, nhưng mà anh đúng đâu khóc đâu, phải được một cái khóc của anh nghe thâu thiên hạ, tập thời vũ Tống Vinh Công đúng đâu khóc đó. Nhưng mà từ đó mới thấy như thằng cha Lý Quy chẳng hạn, mà thằng cha phải giết người, à mà hóa ra nó cũng có triết học, tất cả mọi thứ nó có triết học, nó có ông trời ở trong đó, nó, nếu không thôi nó lại chỉ là bề mặt. Từ đó, Thủy Hử Tam Quốc bao trùm và tôi không hiểu sao chữ nghĩa ở đâu mà người ta viết được như vậy. Còn cái viên đá này như là chẳng hạn chuyện Thạch Đầu Ký anh có đọc không? Không. Chuyện Hồng Lâu Mộng có đọc không? À, Hồng Lâu Mộng không. Không đọc. Tôi đang đang với bà là cái xây danh rồi đó tôi đọc. Tức là anh thấy anh biết. Anh biết. À, nhưng mà là cái chuyện mà xây danh rồi đó tôi biết nó là tứ tài tử thư rồi mà nhưng mà không đọc. Đọc như thằng thứ thư. Nếu mà giữa anh Bê Cam Vy và anh Giang Phu Sa, tôi đọc anh Bê Cam Vy rất kỹ. Đó, tôi đọc anh Bê Cam Vy. Còn tôi thấy Giang Phu Sa tầm thường quá. Vì anh em bảo cái câu là đứng ở trước một đứa trẻ đói uống Lan Ô Dê bị là vứt đi. Tôi chắc chắn ông ta chưa bao giờ thấy ai đói hết. Ông ta chưa bao giờ thấy khổ hết. Ông ta buổi sáng đi tới làm bê gồm uống cà phê. Buổi chiều ông đi uống champagne là mua lên ru, ông ta cũng khổ. Ông ta viết báo công bát rồi đấu tranh. Đấy thành tựu tôi gọi là các cầu ấm. Đó, đây là các cầu ấm. Nếu có biết chăng, đặt ra vấn đề thật, cái bi kịch là của anh Bé Cơ Mì chẳng hạn. Thành tựu đến giờ này, cái năm vừa rồi, có cái bà người Mỹ, Louise Cook, đoàn giải thưởng Nobel văn chương á, tôi nói thật với anh với quý vị, tầm thường quá. Thì đời sống của bà là như vậy, với người chồng ly dị, với bệnh hoạn là do diet rồi chẳng hạn. Biết cái đời sống của người nó như núi á, biết cái kia nó vụn vặt quá. Thành từ nếu có kể bây giờ Eli Wilson, ông người cao tài, ông đem cái bi kịch cho lại vào ở trong
ở trong toàn bộ tác phẩm ông, đó mới gọi là bi kịch. Nhưng tuy nhiên ông ta bị hạn chế, ông ta cũng nhìn chiến tranh Việt Nam qua Mỹ Lai, ông cũng ta nhìn chiến tranh Việt Nam qua demonstration ở tại New York, ở tại Washington DC. Ông ta không biết rằng chiến tranh Việt Nam phải vậy, chiến tranh Việt Nam cái bi thảm nó khác, chiến tranh ở Việt Nam có nguồn gốc nó khác. Tuy nhiên ông ta mới nói được cái phần đau của người Do Thái thôi. Và tôi nói thật với anh và tôi quý vị, dân tộc Việt Nam lớn thật, lớn bởi cái nỗi đau lớn quá. Mà cái dân tộc này bị mắc một cái nạn, không biết nạn này nó ở đâu. Có người bảo rằng nói ra thì có thể bị mất lòng, là nói tục tiên mình ngày trước tàn sát người Chiêm Thành, cho nên mới bây giờ con cháu mới trả. Thì cái điều này tôi nghĩ chắc đúng. Tại vì cái ngày mà di tản Lê Cu, ngày 16 tháng 3 năm 1975, mà ông Nguyễn Tú viết cái cuộc bài Chủ nhật buồn, thì chạy dọc liên tỉnh lộ 2, đó là ai? Đó là người Quảng Trị, đó là người Thừa Thiên, đó là người Trung, đó là người Bình Định, những người ngày trước mà có tổ tiên đã tàn sát người cha. Những cái người ở ngoài Bắc, Chi Lăng đồ vậy, đánh Cung Nguyên bóc lưỡi câu, thì sau này bom Mỹ dội đúng y bằng các cái thuyền đó. Anh cứ tưởng tượng dân tộc này ác đến sao. 100 năm Trịnh Nguyễn Phương Trang, cái ông tướng Hộ Phan ở miền Nam, đặt 600 cái thuộc cấp đặt ở bên bờ sông, trời đất ơi, lấy viên súng, viên đạn bắn trúng người thì chết. Đây chặt 600 cái thuộc cấp mà người Việt, người dưới Nam sông danh với người Bắc sông danh cũng khác gì nhau. Thì năm 72 người Nam sông bị cháy, người Bắc sông bị cháy cũng khác gì nhau. Người Nam sông Minh Hải với người Bắc sông Minh Hải cũng sẽ một sơ cái mà giết nhau gì, chiến tranh gì mà dữ dằn vậy. 100 năm Trịnh Nguyễn Phương Trang, chiến tranh miền Nam Việt Nam bắt đầu từ mặt trận giải phóng 19 tháng 12 1960, 30 tháng 4 1975, 60 75, 15 năm. Ôi trời, giết gì mà giết dữ vậy hả trời. Bây giờ cứ tưởng tượng sang Ô Dê đánh lộn, đánh nhau với sang Ta Na, nghe có được không? Washington DC với lại Minnesota. Thế nhưng mà người Việt Nam đã làm như vậy. Mà làm từ đâu? Làm từ thập nhị sĩ quân, siêu loại thuộc thành. Thật ra những cái làng siêu loại thuộc thành những cách nhau cái bờ đê hoặc là cái lũy tre. Thế mà giết nhau thật. Trịnh Nguyễn Phương Trang 100 năm, Nam sông danh với Bắc sông danh. Vâng. Thầy tự thưa với, không biết nói đến bao giờ mới hết được cái oan nghiệt này. Cảm ơn anh.